chục mít luôn rồi. Vậy nói vậy chắc nghe ha. Trong cái lúc mà anh em mình đang quay á, thì cảm thấy hơi đói bụng nhẹ, nhưng mà tính anh em mình thì để làm xong công việc thì mới lo tới cái bụng. Mà vô tình thằng em nó mời anh Sang với anh Cu với em đi ăn, mình không lẽ mình phụ lòng nó đúng không anh Tý? Đúng rồi, không lẽ không thể nào từng khước được hết trơn. Tụi anh là mến em lắm, để em lắm, tụi anh mới đi chứ cái công việc anh năm năm đi đê như thế này. Công việc tiền tỷ đúng không? Cái clip của mình được khoảng 10%. Có thật mới giật được đạo. Mà khi di giật đạo thì đừng có nên đem heo bóp. Đúng rồi. Đó là một cái kinh. Đó là một cái kinh nghiệm. Ở đây mình có ốc thì càng sao là dài. Đi quay thì cô lé chậm lắm, thì ăn cô lé nhẹ nhanh lắm. Cái tay không nóng luôn mà. Cái mỏ liên tục liên tục. Là bươi vô bóp 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 hốt á. Chứ tao nói sai hả? Số vỏ ốc trên bàn là nhiều nhất trên bàn này luôn á. Em còn thấy chưa? Hủ tiêu. Hello mọi người, sau một thời gian làm mình làm máy thì em cũng mượn được con Civic Type I về review cho anh em xem. Cái này thì em biết cái gì em nói cái đó thôi, chứ thật ra thì về mảng xe hơi thì em mới bước vào cái lĩnh vực này thì em hơi biết một chút ít thôi chứ không biết nhiều. Là cái món nào em trả tiền thì em biết, món nào em thiếu thì em thua. Còn cái đồ xe mượn ngày hôm nay thì em coi biết cái gì em nói cho anh em coi nha. Đây con Civic Type I, bạn không biết có giới hạn hay không, hay là nó sản xuất một năm bao nhiêu chiếc thì em cũng không rành. Cái này thì anh em biết được thì anh em chỉ cho em nha. Con này thì cũng vô được nhiều đồ chơi lắm rồi, và nhìn nó cũng gấu lắm. Hồi lúc mà em với anh Sang đi lấy xe với anh Phong á, là cái đó là tầm giữa năm 2023 hả anh Tý? Đúng rồi đó. Thì bây giờ tới 2024 cũng gần giữa năm mà em sẽ review cho anh em coi. Tại lúc đó nhìn trong hãng ra thì em có thích thì thích thiệt, nhưng mà em nhìn nó không có cuốn. Mà bây giờ tại ảnh nè, dán tem nè, ảnh gắn này gắn kia lên thì em nhìn nó lạ. Em mượn em chạy, mà em cũng nói thẳng ra là tại em chạy cái số sàn nó không có quen á, nên em ngại mượn. Thì sau khi mà 47-49 lần tắt máy thì hôm nay em cũng rành rỗi, em chạy về đây em review cho anh em coi. Ok, để coi hôm nay nó có gì. Lần đầu tiên mà em mượn một cái con xe hơi độ mà em đi, em cảm thấy thoải mái và em không có sợ nhiều bằng cái con xe này. Tại vì cái thứ nhất là mâm thì là mâm của anh Phong sản xuất luôn, của bên Burr Family luôn. Anh sản xuất ra cái mâm này 19 inch, cũng bằng với cái mâm zin của Civic, và vỏ cũng bằng cái size vỏ zin của Civic luôn. Thậm chí nó là vỏ zin luôn, hay vỏ gì đó chứ em nghĩ vậy á. 19 vỏ nhiều không biết. Và đặc biệt là heo nè, heo trước là Brembo. Và nó đi luôn một bộ của nó. Thêm mấy con ốc. Cái này không phải là ốc đâu. Cái này gọi là cái có thể là cái bill luôn á anh Tý. Anh qua dừa không ta? Lại một câu nói của nam nhân. Cảm ơn anh. Giữa vô vàng cái đường ở ngoài anh không chạy, anh chạy vô cái đường này. Nhưng rất là cảm ơn anh. Đây, nhiều khi mọi người không biết, mọi người cứ tưởng đây là một cái con ốc kiểu đúng không? Thật ra nó cũng gọi là một ốc, nhưng mà nó là chỉ là một cái chụp cái đầu ốc lại thôi. Mình có thể dặn vô và dặn ra bằng tay như thế này nè. Nó để trang trí cho nó đẹp và nó không bị xét cái con ốc ở trong của anh em. Bộ như này thì ảnh cũng làm luôn á. Cái này cũng nhà sản xuất luôn nè. Để tạo cho cái điểm nhấn của chiếc xe của mình nó hơn, nó sẽ thêm hầm hố và nó độc lạ hơn á, thì ảnh mua, ảnh order đâu cái miếng này nè. Cái miếng này thì em không rành nó gọi là cái miếng gì, có thể là cái lòng dè hả anh Tý? Anh em nhìn vô thì có thể đoán là, có người đoán là cái này là dán carbon lên, hoặc có người đoán cái này thế kia. Nhưng mà thật ra nguyên cái bờ bên đây nè, nó làm bằng carbon fiber. Và anh muốn nhấn thêm một xíu là anh chừa lại một cái chút này ở carbon để tạo cái điểm nhấn này. Và anh sơn một cái khúc này nó thành màu đỏ, để cho nó tiệp liền chiếc xe. Mấy người giàu người ta hay có lối đi riêng lắm anh Tý. Thay vì em á, nếu mà em á thì em sẽ lấy một cái zin của nó như vậy và em sẽ làm một miếng carbon đây. Thì mình đỡ tốn tiền sơn à. Hả?
mình chỉ chế là có điều công chế thì nó sẽ mắc hơn công mua thôi. Đấy, đây là carbon, anh em nhận biết nè, là mình sẽ gõ. Đây là cái phần zin nè, thấy không? Và cái carbon nó sẽ kêu như thế này. Ba âm thanh khác nhau. Sắt, mũ bình thường, carbon. Sao nghe giống nhau quá ta? Không, cái này nghe nè. Tiền à. Tài nè à, còn kia. Vật chất. Ý nghĩa của nó hết. Và đặc biệt lần này em khen thật nha. Bộ tem này khá là đẹp. Tem này em cực kỳ ưng ý luôn. Đó là một cái kem tem rời. Mình sẽ dán cái lớp này trước. Và cái chữ Bơ Family này mình sẽ dán chồng lên. Nhưng mà phải gọi thật sự là cái gì nó càng đơn giản thì nó càng thu hút cái ánh nhìn. Và nhìn chiếc xe nó trở nên có gì đó đặc biệt hơn. Anh Tý nha. 10 điểm cho cái tem này. À, kế bên cái tay em đang cầm nè, như là cái tay nắm cửa thì anh cũng ốp carbon vô, và cái kiến hậu cũng ốp carbon. Thì mấy cái đó thì mấy cái cơ bản này thì không có cần phải nói tới nhiều làm gì, có tiền là làm được thôi. Chẳng qua mà có tiền mà làm không được không, làm khó được không? Có tiền mà làm không được hả? Chứ em nghĩ có tiền làm được chỉ có đốt xe thôi anh Tý. Nhiều khi mình có tiền mình mua xe về mình đốt xe cái mình đi 3 năm 6 tháng có là chi luôn á anh Tý. Đúng rồi. Thay vì á nha, clip trước thì em sẽ nói sau, clip trước thì anh đi clip carbon, nhưng mà cái clip giữa thì lại đi là một cái clip nhựa. Có lý do gì không ta? Chắc cái lý do em nghĩ ở đây là clip giữa là cái clip nó hay cạ nhất. Tại vì mình lên cái dốc như này đi, thay chắc chắn là mình sẽ tìm cách mình lấy cái đầu lên được, đúng không? Nhưng mà tới cái khúc giữa thì mình sẽ không biết xào làm sao để cho nó qua được cái khúc giữa. Tại vì cái xe của mình lên giữa là nó hết cái đồ để xào chẻ thôi. Là nó sẽ hay dễ chày. Đây cũng là một điểm hay nên em nhận biết mà anh chưa bàn với em. Nên em tốn gần hết 4 cái clip giữa rồi đó anh Tý. Toàn clip carbon đó. Đây là một cái điểm đáng khen mà cũng đáng trách nè. Anh em thân thiết đó anh Tý. Ừ, nó là như vậy. Xuống ở dưới phía sau này anh Tý. Thì cũng là như em đã nói trên cái bánh trước. Bánh này là ảnh làm, ảnh sản xuất ra. Cái size của nó là 19, nó bằng với cái size zin của Thaia này. Và đặc biệt cái heo. Heo ảnh không có đi tích hợp. Cái tích hợp ở đây là giữa thắng tai và thắng dĩa này. Có thể là một con heo nó có thể sử dụng làm được hết. Nhưng mà cái này ảnh tách ra hai con. Một con là dùng để thắng tải hả anh Tý? Thắng tải là mình chạy xe trên đường mình thắng bình thường á. Đó là xài con heo này. Và mình đậu lại mình thắng tay là con heo trên này. Nó chia làm hai con nên đằng sau là 4 con heo. Và đằng trước là 2 con heo. Cái này thì em cũng đã review trên con Civic của em rồi. Nhìn nó sẽ bắt mắt hơn một chút xíu. Nhưng mà nó cũng bù lại một cái gọi là sao ta? Người ta nói những cái đẹp nó đều phải trả giá. Không phải trả giá bằng nhiều tiền mà trả giá bằng trả giá bằng nhiều tiền cũng đúng, nhưng mà trả giá bằng công sức nó cũng hợp lý nữa. Mình đi rửa thì một con heo nó đã dơ rất là nhiều rồi, hai con heo nó dơ hơn và nó rửa cực hơn rất là nhiều. Mà cái đó thì anh đâu biết. Anh có bao giờ rửa xe anh Tý? À, và nói sẵn sẵn mà rửa đây á, đi xe đỏ mâm trắng thì nó rất là đẹp thiệt. Nhưng mà để về cái phần độ dơ thì nó cũng rất là dơ luôn, có thể là nó rơi dơ nhất luôn á. Màu trắng anh em rửa cho nó bóng cỡ nào bóng. Và lần đầu em rửa cái mâm này, rửa xong sạch sẽ lau chùi hết, chạy một vòng á, những cái rỉ sét ở trên cái dĩa này nó nhiễu xuống là bắt đầu cái mâm của anh em nó đen thui trở lại. Cái kinh nghiệm mà em rửa cái mâm này là thay vì anh em rửa sạch rồi anh em sẽ sấy cho cái lòng dĩa nó ở trong nó khô thật là khô, nó sẽ không còn nhiễu cái gì xuống nữa rồi hẳn chạy. Chứ chạy một cái là coi như công sức của anh em đổ sông đổ biển á. Ghi nhớ nha. Tới phần đằng sau thì đỡ tốn 2 triệu, 4 triệu hoặc là có thể bị phạt á, thì thay Ajin nó cũng vẫn có cái cản gió rồi. Thay vì Civic em hồi kỳ gắn cái cản gió vô thì mấy chú hỏi rất là nhiều. Mấy chú hỏi cản ở đâu, làm ở đâu đẹp vậy? Xin in tư về mai mốt sau này chú gắn được không? Chú gắn cho chú rồi chú cũng luôn xin luôn tiền nên chú gắn luôn. Nói chung là chú xin đôi vậy đó. Thì em nói mà không có tiền nên chú tặng em tờ giấy.
Và cái cảng này cũng được order về gắn thì nó là full carbon fiber. Vẫn là cái tiếng kêu tiền tiền tiền. Chắc lắm mấy bạn. Mình có thể mình đu mình gịch nè. Đẩy lên luôn nè. Những cái đó là làm dẫn chơi thôi. Chứ lúc này năm nay mình hơi bỉnh một chút xíu. Mình không có tiền để đền nữa đâu. Ok. Carbon. Với một cái phần mà anh em có thể thấy ở trước kia, đó là phần ba bô giữa. Zin của Thai A là ba bô ở giữa như thế này. Và anh em có thể thấy trên Civic Gen 10 hoặc là Civic của Tú cũng có đợt làm ba bô như thế này, mà nhìn nó như què. Bây giờ nhìn lại như vậy mới cảm thấy nó chất nè, nó mới đúng xe nè anh tí ha. Còn cái đợt mà như Civic của em đi, em cũng có gắn ba bô giữa rồi đúng không? Nhưng mà nhìn nó không ra, nó như cá thò lòi vậy anh tí. Nó thịt không ra thịt mà mỡ không ra mỡ anh tí. Nhìn nó ấy lắm. Còn ta không? Zin nguyên bản. Clip sao không vậy? Bô không vậy? Nhìn nó chất. Còn mà ba cái dòng như em đú theo không chất. Đấy. Rồi sẵn tới đây em sẽ nói cho anh em bô nhà làm luôn. Và full cái set bô này á, nó bằng titanium. Full set bô này bằng titanium. Và bô này có on-off nha anh tí. Có on-off. On-off cái lỗ giữa nè anh tí. Nếu mà quay được á thì lát em sẽ kêu ráng ráng anh Sang quay cho mọi người coi cái full set này nó đẹp lắm, cái màu nó tuyệt vời. Ngon lắm. Ấy mà ba cái lỗ đó là ra hết ba lỗ luôn hay ra một lỗ ta? Nếu mà nhà sản xuất ra cái ghế mà ngồi ở đằng sau, em có thể trả lời cho anh tí để biết được. Còn mà tại nhà sản xuất sản ghế xuất cái ghế ngồi đằng trước nên em không biết là nó ra hết ba lỗ hay là một lỗ. Nhưng mà em nghĩ là hai lỗ là chỉ để phụ thôi. Chứ cái lỗ bự nhất á, là cái da nhiều nhất á. Ừ. Muốn biết hay không chắc mình nẹt lửa một cái vào buổi tối là coi là nó ra lỗ nào là biết rồi ha anh tí ha. Okay, mai là hơn hy vọng là đừng ra nắp capo thôi. Honda Macan. Có nghĩa là Macan này của chiếc gì? Bọt hả anh Tý? Bọt á. Em ruột bọt. Cái này là hiềm ý mà. Chắc chắn là có hiềm khích nè. Mà máy này là máy gì? Nói luôn á tèo. Vitesse. Vitesse luôn á. Ồ, Vitesse này khác với Vitesse kia lắm nha. Cái này nguyên răng nó dài. Ừ, đồ má Vitesse chứ. À, tay bên hông. Cớp hả? Ok á. À. Thêm một cái điểm mà nó hơi bị nổi trội giữa con Accenter xe hơi này á là những cái dáng này ta gọi là dáng sedan đúng không anh Tý? Dáng hatchback hả? Đúng rồi. Giống khứa đó là hả? Đúng rồi, giống khứa đó. Ừ. Xe anh Tý có cái gạt mưa đằng sau không? Có luôn á Tèo. Hù quá, tính ra em sở hữu hai con xe không có xe con nào mà gạt mưa đằng sau hết nè. Tại sedan khí động học nó không có cần gạt mưa đằng sau. Mấy này mà anh Tý bàn trước với em là em biết nói rồi. Đây là cái cốp của nó nè mọi người. Nó rộng thênh thang. Thay vì á, em ngồi đây em nói cho anh em biết á, là xe này 4 chỗ chứ không phải là xe 5 chỗ. Nhưng mà cái cốp của nó rộng hơn xe em, có thể là nó rộng hơn con BMW nha. Có thể gấp đôi á. Nó có chiều ngang, nó có chiều sâu, nó có chiều cao. Đựng đồ trong đây thoải mái á, có thể là đi cầm binh ngủ ở trong đây được luôn á. Thiệt mà. Đấy, đây là phần cốp sau. Nó vẫn chưa có cấp điện ha. Xe này nhiều. Xe này nhiều cái tôi chưa nói nghe lắm. Cốp xài cơ. Còn mấy cái xài cơ nữa vô đây. Mà trước tiên á, coi ở trong nội thất á, thì em sẽ nói với cái phần cuối cùng. Đó là cái phần clip trước. Cái xe mà nhìn cái đầu hầm hố hay không á, ở phần này nó cũng là một phần thôi. Và em nghĩ á, cái clip nó cũng chiếm cái phần quan trọng. Này có sẵn rồi chứ không phải vô nhà em. Không phải đâu. Cái clip này nó hách rất là thấp. Nó sẽ ra cái độ dài của nó khoảng tầm 10 xăng á. Ủa như đây 10 xăng không ta? Bình thường của em là như đây.
của em là 16 nè. Tầm 7 xăng thôi. Clip này hết cho 7 xăng và cái độ lại của nó xuống chắc tầm 35 độ hả? Dám vậy luôn á ta. Trời, lúc này em khí động học lắm tí. Và cái cách mặt đường của nó là tầm 13 xăng á. Nên nhiều khi lên mấy cái góc cái gờ này là anh em phải lên xéo. Thôi cái đó thì anh em có kinh nghiệm rồi. Còn em kinh nghiệm của em là chỉ thay thôi. Bể à. Chứ em lên xe ngu, em chạy xe ngu cực kỳ luôn. À, sẵn ngồi đây thì có cái mới nữa. Đó là một cái két nước. Két nước hay két máy lạnh gì em cũng không rành. Cái này thì cũng anh bơ thay luôn. Đằng cái xe này nó rất là nóng rồi mà. Xe nó nóng kinh khủng á. Tại vì nó là cái bản bản thay A, bản trường đua á. Nên cái máy nó mạnh thì có mạnh thiệt, nhưng mà nóng, nó có nóng thiệt. Nó nóng kinh khủng khiếp. Nên thay cái két nha. Vậy. Vô phần nội thất nè. Vô. Mời em lên xe. Em có sức kem trộn không? Không. Không thì lên. Ok. Còn có thì cút. Em đi kỹ nha. Tại vì sao? Tất cả mọi thứ nó đều là da lộn. Em sức kem trộn là thấy mày anh luôn á, nói thiệt. Em trắng tự nhiên thì anh còn chơi với em nha. Còn em mà trắng giả tạo thôi. Ủa, dù em đen tự nhiên chơi được không anh trai? Em đen tự nhiên thì em đen phải cỡ anh tí anh mới chịu. Chứ em đen lớn mứa anh không thích. Cái xe này không cần phải đóng cửa mạnh. Nó chỉ nhẹ thôi. Hả vô. Và cái mới vừa đóng cửa vô nó chào mình mà cái chữ thai à. Đó. Rồi sao đợi cho một hồi lâu. Nó tắt luôn. Cái mình nhớ là mình phải bấm một cái, bấm vô đây, cái chân mình sẽ chưa đạp hết, bấm vô đây. Nó sẽ hiện lên là mình, nó kêu mình đạp chân côn. Đạp chân côn, chân thắng để nguyên, chân ga để nguyên cho tao. Cộng với cái nút này. Đó, nó có tiếng Anh đàng hoàng. Đó, giờ nó kêu mình bấm nè, Accident Mode. Bấm lên. Anh em nghe nó sướng không? Cái máy lạnh nó hòa vô, mình có thể review trong đây tới chịu được. Đây là cái tiếng em đang ốp bô. Không, vậy mới ốp. Nãy là mở. Nó cũng êm như bao nhiêu xe thường. Này, không nghe đâu. Nhưng anh em sẽ nghe được cái hút gió của cái turbo và cái boe. Đó không nè. Lớn lên xíu thì nó kìa. Chút chút lớn nữa cái bùm như cái chiếc Demat á, rớt cái gì ra luôn á. Là như vậy. Rồi cái fan nói về cái phần đó đi. Đây là cái phần nội thất của xe, hai cái ghế của thể thao nè, ghế của thai A nè, da độn nè. Mà cái ghế này em thấy là ngồi là nó sướng, nhưng mà bên cái ghế phụ á thì ngã ghế da ngủ không có sướng. Không thể thiếu cái logo thai A. Còn đây anh gắn thêm cái khứa gì nhìn khó hiểu lắm anh ơi. Cái đó là cái gì vậy Tèo? Em nè, à tua. Tua máy nè. Và đo RPM nè. Gì đó hả? Kệ mẹ nó, tí thay nó vậy á. Đo RPM nè, đo ta cho tu in the mat trừ 9 water, water là nước. Okay, biết được chút tiếng Anh là sang hẳn liền á không? Water là nước. Volume bình von bình đó là đo trên đây. Cái này là gắn thêm nha, chứ gì nó không có. Nhưng mà gắn vậy nhìn vô á, kiểu như mấy chiếc xe mà chạy chắc á anh tí, nhìn nó có thông số rồi á, nhìn nó đúng rồi, nhìn nó ok. Mặc dù dòm vô cũng không biết là nhiêu là chuẩn đâu, nhưng mà nhìn thì cho nó có thôi. Và chưa nhìn hết đâu anh em, qua cái màn hình nhìn của nó đây. Cái này là nhiệt độ nè, 82 độ C. Và cái nhiệt độ của nhớt nè, 74 độ. Và KPI này, cái này là chạy năng sức á, chạy KPI coi tháng chạy được nhiêu cây á. Thì nó đang ở mức này là chưa đạt KPI, phải chạy max qua tới 1000 rồi luôn. Là KPI thành công là tháng đó mình có doanh thu. Khoảng 8 triệu xăng á. Đúng rồi. Và cái này là cái gì tùm lum rất là nhiều cái nè, quá trời quá đất. Nó đo được cái gì tùm lum tà la, rồi đo từ mấy giờ tới mấy giờ tùm lum tà la nè anh tí. Data log nè. Setting nè. Nói chung là nó hiểu em. Em cũng hiểu nó thôi. Đây là cái dàn máy lạnh của thầy à.
nó sẽ chỉnh bằng cái núm này rất là vừa tay. Theo em mà theo cái núm này mà em đi gặp ngoài đời là em bỏ rồi đó. Sao kỳ vậy ta? Bự quá. Vừa tay để trên đây thôi chứ trong đây không ok. Đó. À, bờ bên đó cũng có. Nó đơn giản, nó gọn gàng. Đây là hôm nó cũng có thể là kết nối được Apple CarPlay mà em chưa biết thôi. Bluetooth rồi nè. Và chị không dây luôn. Nên em có thể thấy số sàn 1, 2, 3, 4, 5, 6 về như vậy. Và cái hộc đựng 2 ly nước nó nằm ở đây. Và đặc biệt cái hộc của nó không có to, cái hộc nó có chút xíu như đây thôi. Để được vật dụng linh tinh. Cái kiến như cái bóp chắc nó đầy rồi đó. Nó nhỏ lắm. Xe đua mà mình giảm trọng tải lại sẽ mạnh. Tất cả mọi thứ giảm trọng tải là mạnh. Giảm luôn máy lạnh sao luôn à tèo. Ngồi giờ được thấy bà luôn á. Không có máy lạnh sao luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi lấy gió trong. À tùm lum vớ vẩn. Và trên đây thì nó có cái mà chạy mà giới hạn được cái chạy nhiêu đó, không chạy hơn nữa ta gọi là gì quên tí. Nó không phải giới hạn, tại nó là rule control. Rule control là giữ cái đó chạy hoài đúng không? Đúng rồi. Cái này như là adaptive rule control luôn á. Adaptive rule control, adaptive là gì tí? Là thích ứng á tèo. Nhiều có chiếc xe phía trước mà mình đang set 80 đúng không? À nó sẽ tự giảm. Đúng rồi. Nhiều trước chạy thấp hơn là sẽ tự giảm. À. Vậy là cái này nó có cái não. Đúng rồi. Thằng Civic em bị ngu. Cứ có xe phía trước mà nó có 80 nó vẫn chơi 80 luôn. Chơi tới khi nào không còn gì đi dừng lại. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái này là cái nút giữ lên đường. Đúng rồi. Còn cái này. Cái đó là cái khoảng cách để mà thắng lại của cái rule control này á. À là mình chỉnh được bằng cơ. Mình chỉnh được mà. Thấy từ xa giảm từ rồi đó. Này thì giọng nói, chuyển bài, volume. Yeah. Okay. Và cái ghế mình nó vui lắm. Nó sẽ chỉnh bằng cơ nè. Anh em thấy không? Cái này là nó lên. Anh em để xuống là nó sẽ xuống. Hả? Thấp hết mức là tầm. Nó như vậy. Rồi, cũng cơ luôn. Mà ngã ra tới ngoài đây là mà nằm không sung sướng gì á. Này chụp hình nhìn sang dữ ta. Ok luôn á. Ok, chào mọi em cắn nha. Đây, ba chân. Chân côn, chân thắng, chân ga. Thì cái này thì anh em chạy rồi thì không cần giới thiệu làm gì. Và đặc biệt bên đây chế thêm một cái nút như trên Civic của em á. Thấy không? Thấy. Cái nút này là để sử dụng khi mình không đeo hộp quẹt. Thì nó tới đây rồi chứ anh em cũng tự hiểu là cái gì rồi. Đó thì đơn giản chỉ có vậy. Mà đặc biệt em thích cái ghế này. Nhưng mà em không biết cái ghế này nó có vệ sinh dễ không. Chứ em thấy nó ngồi nó êm, nó mịn thiệt. Nó gờ tay đã thiệt nhưng mà nó dơ chắc khó vệ sinh nhỉ. Cực hơn xíu nhưng vẫn vệ sinh được đúng không? Da lộn à? Da lộn gờ đã. Mà đằng sau nó chỉ có hai chỗ ngồi thôi à. Xe này 4 người, không lẽ xe này đăng ký là 4 chỗ hả anh Tý? 4 người thôi. Người thứ 5 cũng được. Người thứ 5 cho ngồi chung tài xế. Không gian của nó thì 4 người thì nó có thể rộng nhưng mà 5 người không được thì nó chật lắm. Trần này thì không bằng da lộn đâu, nó bằng chất bình thường. Và đơn giản ra sao, nó chỉ có một cái đèn duy nhất này và nó không có cái máy lạnh nào. Trực tiếp cái máy lạnh từ trên nó khà xuống là hết rồi. Đây, cái tẩu này là để ghim on up bô. Đó, là nó có cái tẩu này vô điện thì mình nó mới ăn được cái này. Như cái này là mở nè. Đóng nè. Nhưng mà xe này mở chạy ngoài đường vẫn ok. Không bị vi phạm pháp luật. Xe đua chỉ có vi phạm với đạo đức thôi. Đúng. Và anh em muốn coi cận cảnh được cái bô nó on nó ốp sao không? Chắc là nhiều anh em biết rồi thôi, còn này làm cho anh em không biết ha. Okay. Anh em cứ xuống sao đi. Ok. Đó, nó đang đóng lại đó mọi người. Bây giờ mình bấm mở là nó sẽ bung ra nè. Đó. Mà đóng lại nè. Hả? Thấy không? Thấy như bếp còn á. Rồi đúng, nó như bếp còn kéo ra kéo vô á. Đó, thì xe này nó chỉ có vậy thôi. Cái phần máy thì em không rành. Mà nó anh Phong cũng chưa làm về máy nhiều. Nên em không biết gì nói. Chừng nào em biết thì em mượn về em nói tiếp cho anh em coi. Còn xe này thì trên tay nó chỉ có vậy thôi.
Đây là những cái mà em biết ở trên con Civic này. Nếu mà em có review cái gì không đúng thì mọi người bỏ qua cho em. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem clip của em. Sắp tới em sẽ làm nhiều xe hơn nữa. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Nhớ comment phía dưới nha. Cảm ơn, bye bye mọi người. Vitesse nóng vãi rồi. Chạy thay lâu ngày thì lâu lâu nhìn lại con BMW vì em nó đẹp vãi lò. Nhìn nó vẫn là cái gì đó ok lắm á.